bạn biết tại sao những câu cái này các bạn sai nhiều không? Tại vì các bạn không biết được cái biển nào quan trọng hơn biển nào. Các bạn nhớ giùm thầy, các bạn phải xét đầu tiên là xét cái biển nào gần nó nhất được không? Gần các vị trí xe trước được không? Đây là gì ạ? Trước mặt cái ông tài xế đây nè, là biển báo gì ạ? Hình tròn màu xanh là hiệu lệnh phải thi hành được không? Rồi biển báo phụ bên dưới là gì ạ? Là xe tải, nhớ chưa? Nè, đang áp dụng xe tải mà đang chính thức của nó là đây là xe tải, còn gì nữa là áp dụng dành cho nó luôn rồi. Vậy là hiệu lệnh phải thi hành là sao mà hình tròn màu xanh là bắt buộc hướng phải theo, là chúng ta đừng suy nghĩ đến những hướng khác được không? Là nó cho chúng ta rẽ phải là chúng ta chỉ được duy nhất, nhớ này, duy nhất là đi theo hướng rẽ phải rồi, được không? Không được cải lại cái hiệu lệnh này, được chưa? Đó là hiệu lệnh phải thi hành mà. Vậy đây nha, vì đề hỏi sao ạ? Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe tải được phép đi là chỉ có hướng rẽ phải hướng số 1 thôi, cả nhà hiểu chưa? Nên nếu mọi người dễ bị đánh lừa sai câu này là gì ạ? Là đi thẳng, ok chưa? Đó là sao ạ? Xét tới hướng số 2 là cấm đi thẳng nè, rồi được rồi rẽ trái được bằng đầu là sai nha mọi người, sai hoàn toàn với mấy ông, được chưa? Áp dụng cho thầy hiệu lệnh phải thi hành mà biển phụ, nhớ giùm này, biển phụ là gì ạ? Là dành xe tải, mà xe tải là chính nó, ok chưa? Là chỉ hướng 1 mới được đi rồi, đây số 1 là đúng chính xác, chúc mừng anh em, được không? Tôi giải thích nó hơi dài dòng một xíu nhưng mà cho mọi người kỹ, cho mọi người làm đúng, được chưa? Câu tiếp theo, những hướng nào ô tô tải được phép đi đây cả nhà? Những hướng nào, nhìn coi cái biển gần nó nhất là biển gì ạ? Cấm tải, ok chưa? Rồi biển báo phụ bên nhất là gì ạ? Cấm tải rẽ về hướng bên phải nè, ok chưa? Là xe tải là chính nó rồi, là chắc chắn không được rẽ phải theo hướng số 1, đúng không? Những hướng nào ô tô tải được phép đi là trừ hướng 1 ra dùm này, được không? Coi có đáp án nào có chữ trừ hướng 1 không? Không có. Vậy là còn lại hướng 2 và 3, đáp án số 2 lụm như này chính xác. Chúc mừng anh em. Dễ không? Quá dễ nha. Câu tiếp theo nè. Những hướng nào ô tô tải được phép đi? Cả nhà ơi, cả nhà nhìn dùm thầy cái biển báo ở gần nó nhất là biển báo gì ạ? À? Là cấm ô tô con. Vậy thì cái hướng số 5 này nè, chúng ta có được đi tới cái biển là chúng ta hoành đầu hay không? Rồi chúng ta cho thầy cái đáp án đúng đi, mọi người chọn thầy này đáp án đúng từ 1 đến 4. Mọi người cứ cho thầy một đáp án nha. Cứ mạnh dạn trả lời đi, ở đây không ai quen biết ai hết, đừng có sợ mắc cỡ mấy ông ơi, được chưa? Thầy chúc tất cả mọi người là sao ạ? À? Thi một lần đậu luôn mọi người ơi. Ha, bye bye. Hẹn gặp mọi người vào cái video trả lời cho cái câu hỏi này, được chưa? Bye bye mọi người.